Bonsai kỳ rau, anh thân chào nhà mình luôn nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 11, em có một số cây phâu hàng sống phía nha, hải châu lá nhỏ, trà phúc kiến và phát tài núi nha. Đầu tiên là một cây phát tài núi nha, gọi là sống phía nha, hàng thùng chậu nha. Với dòng dòng anh người mẫu phát tài núi, anh này dòng lá rất là đẹp, bông xì rất là đẹp đó, khoái bánh luôn nha, bánh như rồng ha. Anh này để bàn làm việc đồ được nha, để trong phòng đồ được, phát tài núi nha. Lá bông rất là đẹp, bánh như rồng luôn. Rồi, ngưng ngưng anh. Bộ tán lá này rất đẹp, rất đều đẹp nha. Vô. Chạy rất là đều luôn. Và đã đóng hàng đường hỏng cho anh. Anh lịch. Để đâm rồi nha, các bác rồi, để đâm rồi. Có rễ trong cái trời nữa này. Dòng này rất là mạnh nha. Đặt đầu sống luôn nha. Con này là trồng từ cõi con lên nha, chứ không phải là nhánh nha. Cõi con luôn, rất tài núi luôn nha. Khóe bánh luôn nha. Đem lại tài lộc. Và gia chủ khỏe bánh luôn. Hoành đế bao nhiêu? 10. Hoành đế 10 nha, chiều cao. Cao lên tới nó đọt luôn. Hoành đế 10 nha. Cao 50. 53. Hoành đế 10, chiều cao 53. Cao có phát tài đầu tiên em xin báo giá là 250k nha. Bao chậu luôn nha, không bao ship nha. Mã đầu tiên phát tài núi em xin báo giá là 250k nha. Bao chậu không bao ship. Rồi em xin qua mã này luôn nha. Dạ anh. Rồi tiếp theo lên mẻ 2 nha, một cây trà phúc kiến nha, còn có tên gọi là bầm sậm nha. Đã đi được một nước dơi nha, hàng chân rễ collect, hàng quái nha. Đang bung tược non nha, đang bung tược hay nha. Quá bánh luôn. Đúng không anh? Định hình sơ một nước, quá bánh. Như rồng đỏ thứ thiệt luôn. Dòng này thì cho bông trái quanh năm nha. Ra bông đâu đậu trái đó luôn, rất là dễ. Đang cho bông cho trái, còn trái anh coi nè. Trái đó nha mọi người. Rẻ bông đo đậu trái đó luôn, rất là dễ. Còn bông luôn này, không phải như hai Âu đâu. Rễ collect này, cắt cứu luôn nha. Cũng như rồng đó thứ thiệt luôn. Đó, hai chân chẳng hén chơi luôn. Mà mẹ anh chết rồi. Quá bánh luôn. Chỗ đây nó bị lúa một gì chút chỗ đây nha, không vấn đề gì nha. Bánh như rồng đó thứ thiệt luôn. Chào đo cho mà anh người mẫu thì chỗ đấy đó này cũng xíu xíu đó đó đang ngang ngang đầu đây cẩn thận nha rất con tay đấy mười rau quanh ngang vị trí đó là 10 nha quanh ngang vị trí đó là 10 chiều cao đó chiều cao luôn bao nhiêu những ra anh 28 26 27 gì đó chứ đâu 28 quanh 10 chiều cao là 26 nha. Còn 10 chiều cao 26. Rồi em xin báo giá là 200k nha. Cà phục kiến nha, rồi bán gì cho luôn. 200k. Giá ri bất ngờ luôn. Nó lịch. Hả? Xét à, xét bực kệ nó. 200k nha, trà phục kiến nha, mã số 2 nha. Rồi em xin qua cái này luôn nha. Qua luôn anh. Rồi tiếp theo em lên coi mã 3 nha, một cái hải âu lá nhỏ luôn nha. Đó rồi sống phí, rồi đàn rinh nha. Đàn rinh thiên nhiên nha. Cái này vô một cái chậu đẹp nữa là để bàn cho là IC. Thằng nhỏ thôi, nhỏ tầm trước đây có cong quẹo gì cũng không nhớ nha, lúc trồng không nhớ được. Tàn rinh. Dòng lá nhỏ dài nha. Lá nhỏ dài nha. Má bánh luôn. Ghê. Mà chiều cao thì chiều cao căng nặng nha. Hai bàn quá. Quần nó chút xíu chắc 5 4 5 rồi như mới. Ôm vô, ôm vô. 5. Năm nôn. À quần đế quần thân ngang gì trái là 5 nha. Ở chiều cao đây. Đi đâu đây? Con mẹ đi mẹ kêu. Ờ đứng lên chứ. Nhảy luôn. Kêu đéo đâu. Tôi có nghe đéo đâu. 15. 15 ấy. Gì 15 anh? 25 chứ. 20 đâu, 25. Có không? 20 20. Quần 5 chiều cao 20 nha. Quần 5 chiều cao 20. Xin báo giá là 100k nha. Bán gì cho luôn, 100k. Rồi em xin qua cái này luôn nha. Sao anh? Rồi, nói. Không không. Rồi tiếp theo em lên mẹ 4 nha. Một cái hải âu lá nhỏ luôn. Cái này hàng collect luôn nha. Đi một nước dây sơ nha. Hình sơ rồi. Chỗ đây có cái lũa nhị vô đây. Không vấn đề gì nha.
Tao đo dùm quanh hả? Ở dưới chỗ đó. 13. 13, tổng quanh đế là 13 nha. 21. 21 anh. Cái là sao? Tao đánh rồi chứ, 30. Mấy nó thiệt. Chiều cao là 30 nha, chiều cao 30, người ta đánh ngọn luôn chứ. Chiều cao là 30 nha. Em xin báo giá là 300k nha. 300k, mẹ 4 nha. Rồi em xin qua cái này luôn. Rồi mình kết thúc luôn cái quay này nữa. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Tết lọc.